Xin chào các bạn đã trở lại kênh chia sẻ về các kiến thức thường nhất của mình. Hôm nay là chủ nhật, mình có thời gian mình sẽ chia sẻ top 3 cái loại dầu thủy lực thương hiệu Hàn Quốc tốt nhất trên thị trường Việt Nam bây giờ, gồm có các cái thương hiệu như Vinabumbu hoặc SHL và Oil Korea. Thì đó là các cái nhận định riêng của mình về cái loại dầu mà mình được biết. Thì về thương hiệu SHL thì có cái dầu thủy lực là Hero Sin Hero AVK46. Dòng này có các tính năng như tuổi thọ dầu cao, giúp giảm nguy cơ reset và chống ăn mòn trong các cái điều kiện môi trường ẩm ướt. Thứ hai là tính năng chống phân hủy do nhiệt độ và hóa gây ra trong quá trình hoạt động, giúp tăng cường cái thời gian hoạt động của máy. Thứ ba là khả năng chống mài mòn cao nhờ công nghệ pha chế dầu tiên tiến và hiện đại. Còn dầu BBC Hero BH46WK của Vinamumbu thì có các tính năng cơ bản như sau. Thứ nhất là khả năng lọc cặn cao, tính năng chống oxy hóa và chống ăn mòn cao, khả năng tách nhũ cũng như chống tạo bọt và tẩy rửa rất tuyệt vời, đáp ứng các cái tiêu chuẩn về của European Eco Label và Blue Label. Còn cái dầu Oil Korea thì tên của nó là Hero AVK46HP, có các cái tính năng cơ bản như là loại gốc dầu khoáng cao cấp với chỉ số độ nhớ cao và chỉ số độ nhớ thay đổi ít trong các cái điều kiện nhiệt độ và làm việc khá cao. Và thứ hai là không gây kích ứng da và mùi rất là dễ chịu. Thứ ba là nhiệt độ đông đặc rất thấp. Thì đó là ba cái loại dầu thủy lực mà hiện tại mình có trên thị trường Việt Nam của thương hiệu Hàn Quốc. Thì các loại dầu thủy lực này được ứng dụng trong các cái hệ thống truyền lực hoặc là làm việc trong điều kiện chịu tải trọng lớn, áp suất cao với các loại bơm truyền lực như bơm vít, bơm minh răng hoặc là bơm piston, được sử dụng trong các hệ thống tuần hoàn công nghiệp như là bơm chân không hoặc là các cái công trình xây dựng như hệ thống xe vận tải như là các cái cần cầu, máy xúc, máy đào và xe nâng các cái piston, hoặc là sử dụng cho các hệ thống truyền lực như máy ép nhựa, thủy lực, máy dập thủy lực, máy ép thủy lực. Thì đó là một số cái chia sẻ về